Ra quân đồng loạt tại các địa phương, tập trung huy động lực lượng tăng cường hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đó là những cách làm của huyện Kim Động trong giai đoạn hiện nay để thực hiện quyết liệt các nội dung đề án 06 trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành kịp và vượt tiến độ được giao. Mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VNID tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động là một trong hai mô hình điểm được Ủy ban nhân dân huyện xây dựng để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 trên địa bàn. Thay vì cần nhiều giấy tờ, sổ thẻ bảo hiểm và phải nhập thông tin thủ công mất nhiều thời gian, Trung tâm Y tế huyện đã trang bị máy tự động, đầu đọc thẻ chip để thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Trước đây thì việc đi khám bệnh rất là nhiều giấy tờ thủ tục, chúng lại chờ đợi rất lâu. Thế nhưng mà bây giờ thì có cái thuận lợi, tức là chúng nơi người ta quét sổ mã vạch là xong. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Kim Động đã phối hợp với công ty Thuận Đức thành lập tổ công tác đến thu nhận hồ sơ và cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho gần 1.000 công nhân lao động ngay tại công ty mà không cần phải đến trụ sở làm việc của xã. Chúng tôi cũng có đại diện bên công ty là thu căn cước công dân của người lao động, sau đó chuyển sang bên công an huyện sẽ quét cái mã chip trước, sau đó thì sang bên tận công ty chúng tôi hỗ trợ người lao động, nên là chỉ cần chụp ảnh lăn vân tay thì rất là nhanh và người lao động tôi không mất thời gian phải sang bên cơ quan để làm. Để đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử cho người dân, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các tổ đề án 06 với lực lượng nòng cốt là công an địa phương, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, đội ngũ giáo viên các nhà trường để thực hiện thu thập, cấp tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng cho người dân bằng nhiều hình thức. Ủy ban xã Hiệp Cường đã xây dựng kế hoạch thành lập được 8 tổ để đi đến các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn nhân dân để cài đặt cái định danh điện tử cho làm sao cho một cách phù hợp nhất và thuận tiện nhất. Huyện Kim Động có trên 103.000 công dân đủ tuổi cấp căn cước công dân gắn chip. Đến hết ngày 13 tháng 4, toàn huyện đã cấp được gần 100.000 thẻ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 31.000 trường hợp. Quý 1 năm nay, toàn huyện đã tiếp nhận trên 8.500 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong thời gian tới thì huyện sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo công an huyện là lực lượng nòng cốt, phối hợp với đoàn thanh niên, các đoàn thể và các phòng ban ngành thực hiện làm sạch dữ liệu, triển khai trong cái thời gian ngoài giờ hành chính, tức là thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân. Với những cách làm cụ thể, huyện Kim Động phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu của đề án 06 theo kế hoạch tỉnh giao, qua đó kịp thời triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn.